SQM là thương hiệu xe Đài Loan không chỉ có mặt tại thị trường châu Á mà còn xuất hiện ở thị trường châu Âu. Cách đây một tháng, SQM đã ra mắt mẫu xe Tega phân khối lớn cao cấp nhất của mình là mẫu SQM Maxin TL500 cho thị trường Malaysia. Thị trường tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này chính là Thái Lan. Theo đó, mẫu xe Tega Maxin Scooter SQM Maxin TL500 2020 tại Thái Lan sẽ được bán ra với mức giá 260.000 baht, tương đương 190 triệu đồng. Mức giá này tương đương với lại mức giá của Maxin TL500 tại Malaysia. Về ngoại hình, SQM Maxin TL500 mang ngoại hình Maxin Scooter đậm phong cách Touring với kích thước xe đồ sộ, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha kích thước lớn. Mặt nạ sau màu đen có đường gân mạnh mẽ và kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao. Trong khi đó, đuôi xe có thiết kế gãy gọn và mạnh mẽ, đèn phanh hình kim cương, ống xả thiết kế vắt cao thể thao, thân xe có chiều dài cơ sở lớn, mang đến cho sàn xe để chân rộng rãi cùng yên xe 2 tầng thoải mái. Các trang bị đáng chú ý trên mẫu xe SQM Maxin TL500 có thể kể đến cụm đèn pha LED, bản đồng hồ là màn hình màu TFT kích thước 15 inch hiển thị đa thông tin. Hệ thống treo của Maxin TL500 gồm cặp phục trước USD và giảm xóc sâu đơn đặt lệch. Bộ vành tiêu chuẩn của xe có kích thước là 15 inch, đi kèm với bộ lốp trước 120/70 và 160/60 ở lốp sau. Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống chống quá cứng phanh ABS, cung cấp sức mạnh cho SQM Maxin TL500 là động cơ xi lanh đôi dung tích 465cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 40 mã lực tại vòng tua máy 6.750 vòng một phút và mô men xoắn cực đại đạt 42,5 Nm tại vòng tua 6.250 vòng một phút. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số biến thiên vô cấp và hệ thống nhông sên dĩa. Nhờ trang bị này mà mặc dù xe không quá công suất ấn tượng, nhưng hiệu suất động cơ sẽ không bị giảm nhiều so với truyền động bằng dây cura.